Chúng ta biết ơn Chúa rất nhiều. Giờ này chúng ta sẽ đến với lời Chúa buổi chiều ngày hôm nay. Thời gian gần đây khi tôi cũng sáng nay làm chứng ở trên An Dương rồi. Tôi đang đọc sách Tân Ước, và đặc biệt là tôi đang tìm hiểu rằng, nhất là trong mùa Giáng sinh này, tôi muốn biết Chúa của tôi, Ngài thường xuyên làm gì, khi Ngài còn ở trên đất này, Ngài làm những công việc gì. Và khi tôi đọc Tân Ước vậy, thì tôi thấy rằng là có rất nhiều câu Chúa nói đến con trẻ. Anh chị em cùng mở Kinh Thánh Matthew chương 19, câu số 13, 15. Matthew chương 19, câu số 13, tôi xin phép được đọc. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay vào cầu nguyện. Nhưng các môn đồ của trách họ, Đức Chúa Giê-xu phán, hãy để các con trẻ đến với ta. Đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Amen. Câu này nói rằng là, Ngài nói rằng, để con trẻ đến với ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Tại sao lại vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ ấy? Hay là các ngươi hãy trở nên như những con trẻ? Và khi tôi suy nghĩ về cái điều này, tôi đặt câu hỏi rằng, thế thì tại sao Chúa lại muốn dạy chúng ta hãy trở nên giống như con trẻ? Thật sự anh em nói như vậy chúng ta không thể hiểu được đâu. Nhưng đến khi, cái thời gian gần đây khi tôi cầu nguyện với Chúa, khi tôi đọc câu Kinh Thánh này, tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn trở nên giống như con trẻ. Và tôi đọc với anh chị em một câu Kinh Thánh nữa nhé. 1 Cô-rinh-tô chương 14 câu số 20, ban trình chiếu chiếu giúp. 1 Cô-rinh-tô chương 14 câu số 20 nói như này. Thưa anh em, về sự hiểu biết đừng nên như con trẻ, nhưng về điều ác hãy nên như trẻ con, về sự hiểu biết hãy nên như người trưởng thành. Khi tôi đọc câu này, tôi mới nói cầu nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, con cầu nguyện với Chúa về sự hiểu biết ý, thì chúng ta không nên như con trẻ, vì con trẻ thì nó rất ngây thơ, đúng không ạ? Nó biết rất là ít, nó đơn giản lắm. Nhưng mà về tội lỗi hay về những điều ác thì hãy trở nên như con trẻ. Và khi tôi suy nghĩ về đức tính của những đứa trẻ, những con trẻ trong nhà của tôi vậy, thì có một cái điều tôi thấy rằng là nó rất là ngây thơ và vô tư. Mặc dù là anh chị em ơi, nó cũng có lúc phạm tội đấy anh chị em ạ, trẻ con mà. Đôi khi nó cũng biết nói dối đây, bởi vì mình đâu có dạy nó đâu. Nhưng mà Chúa lại nói rằng là đừng ngăn cản nó, vì nước con trẻ thuộc về những người giống như những đứa trẻ đó. Nó rất dễ tin anh chị em ạ. Và đặc biệt trẻ con có một điều không bao giờ lo lắng. Đúng không anh chị em? Anh chị em có tìm được đứa trẻ nào mà nó cứ nằm nó lo lắng không anh chị em? Hay nó khóc lóc lo về ngày mai có gì để ăn không? Không bao giờ, đúng không anh chị em? Nó không cần quan tâm luôn là ngày mai nó có gì ăn, vì nó biết gì ạ? Nó biết là có bố mẹ nó lo rồi, đúng không ạ? Vì Chúa mới nói với chúng ta như vậy, các con hãy trở nên giống như đứa trẻ như vậy, bởi vì sao? Có ta nó lo cho các con rồi. Và một điều tôi thấy trẻ con không bao giờ lo lắng. Khi mấy ngày hôm nay tôi cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, tôi cảm nhận cái điều rằng là rất nhiều người trong số chúng ta, nhất là trong cái thời kỳ dịch bệnh này, là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai, đúng không anh chị em? Lo lắng chứ, bởi vì như tôi nói đó, là tôi thì có những cái sự lo lắng riêng cho gia đình của mình, cho bố mẹ của tôi, hay là vì họ cũng đã cao tuổi rồi, người thì ốm đau, người thì thế này thế kia, và mình cũng lo chứ, mình có nhiều cái mối lo khác nhau, đúng không anh chị em? Thế nhưng mà khi tôi đọc lời Chúa ở đây dạy rằng các con phải trở lên như con trẻ vậy. Và anh chị em ơi, tại sao mình phải lo nhỉ? Khi tôi đọc Thi Thiên 121, tôi muốn đọc anh chị em nghe nhé. Thi Thiên 121 nói về một điều tôi đọc rất tuyệt vời. Nói về sự... Ở đây nói rằng là tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã. Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Tại sao tôi đọc câu Kinh Thánh này với anh chị em? Tôi kể anh chị em một câu chuyện mà tôi đã nghe. Tôi không nhớ là hình như một sư Nhượng hay là một mục sư nào đã từng kể một câu chuyện nói về. Và câu chuyện này có thật anh chị em. Ở trong một cái trại giam nọ, có một cái buồng giam, có hai người mắc một cái tội, hai người tù nhân đó, mắc tội giống nhau và tội rất là nặng,
Rồi thì có một cái người quản ngục, thì hôm đó thì người đó mới phát cho những người tù nhân này, hai người tù nhân này, mỗi người một cái set giấy để mà vẽ, vì để cho họ vẽ trong đó, để xem rằng hai con người này họ vẽ cái gì. Hai người cùng lĩnh một cái án tù giống nhau. Và một người khi mà người ta, cái người quản ngục mới thu lại cái bức, những bức tranh mà hai người vẽ, thì một người thì người ta nhìn, thì một người người ta nhìn trước mặt một bức tranh vẽ toàn gì ạ? Toàn là những bức tường trong cái buồng giam đó, và nhìn ra song sắt thì vẽ đúng những cái hình ở trong song sắt thôi. Ngoài ra tất cả những bức tranh của anh ta vẽ, tất cả đều bao gồm trong cái trại giam đó, và không có cái gì vượt ra xa khỏi cái song sắt cả. Còn người thứ hai, quản gia nhìn vào cái bức tranh của cái người thứ hai, thì tất cả những cái bức tranh của anh ta vẽ toàn là về thiên nhiên, về chim chóc, về cây cối, về núi non và về tương lai của anh ta. Amen chị em, hai con người cùng ở trong một hoàn cảnh, cùng ở trong một cái án giống nhau, nhưng mà họ có một cách nhìn hoàn toàn khác nhau. Và đây tôi mới đọc với anh chị em đó, Kinh Thánh chép rằng là tôi ngước mắt lên trên núi. Anh chị em có được để ý kỹ câu này không ạ? Đã ngước mắt lên trên núi, ngước mắt lên thì anh chị em nhìn thấy gì ạ? Chỉ thấy núi đúng không anh chị em? Chỉ thấy núi thôi. Tôi ở trong cái tình huống này bởi vì tôi biết rằng là thời điểm mà ông ấy viết cái bài thi thiên này là ông ấy đang chạy trốn này, và ông ấy rất nhiều nan đề này. Ông nhìn mắt lên thì ông chỉ nhìn thấy núi thôi đúng không ạ? Nhưng ông nói rằng là tôi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp của tôi đến từ Đức Giê-hô-va. Giống cái người mà nhìn thấy tương lai sáng không anh chị em? Họ nhìn thấy đó, mặc dù hoàn cảnh vẫn có đúng không anh chị em, nhưng mà họ có một cái cách nhìn tương lai. Ông ấy, cái người tù nhân thứ hai, ông vẽ lên những cái bức tranh về tương lai của ông ấy, là tương lai tôi sẽ về với gia đình của mình, tôi được nhìn thấy người thân của mình, tôi nhìn thấy bầu trời vẫn rất là đẹp. Còn một người thì nhìn thấy toàn là song sắt, và song sắt u ám, tối, lo lắng, tất cả những cái sự suy sụp ở trong cuộc đời của ông ấy thì ông vẽ hết vào đó. Nhưng chúng ta thì chúng ta là ai trong hai người này anh chị em? Có hai dạng cơ đốc nhân như vậy đấy anh chị em ạ. Chúng ta là đôi khi chúng ta rất dễ đi vào hai giống hai con người này thôi. Nhưng chúng ta chọn chúng ta là ai ạ? Và ở đây thì thi thiên có nói rằng là Đức Chúa Trời là đấng giúp sức hay là cứu. Ở trong cái bản dịch cũ của tôi hay đọc đó là Ngài là đấng diện tiếp trợ cho tôi không lo lắng gì và tôi không thiếu thốn điều gì cả. Mặc dù là tôi vẫn đang ở trong sự thiếu thốn, nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời là đấng cung ứng cho tôi. Và dù là có một lần tôi đang rửa bát đấy, tôi bắt đầu suy nghĩ trong lòng của mình về cái sự chu cấp của Chúa. Thì lúc đấy tôi đang cần một khoản tài chính, và tôi thấy lòng mình rất là vui khi mình rửa bát. Tôi không lo lắng một tí gì. Và tôi tự nhiên tôi thấy rằng là Chúa dạy dỗ tôi trong lòng tôi rằng là ô, tại sao mình có thể vui như thế này khi mình đang có nan đề nhỉ? À, hóa ra là mình đang vui, mình mừng ở trong hoàn cảnh. Mình đang an tâm ở trong hoàn cảnh. Và mình tin chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng chu cấp cho mình. Đúng anh chị em? Buồn làm gì? Lo lắng làm gì? Sợ hãi làm gì? Đúng anh chị em? Và tất cả những cái gì chúng ta lo lắng không giải quyết được cái gì đâu. Vậy thì hãy gác lên cho Chúa, vì Đức Chúa Trời là đấng giải quyết mọi nhu cầu và nan đề cho chúng ta. Rồi cái thứ hai nữa, câu Kinh Thánh tôi vừa đọc với anh chị em đó, là ở trong 1 Cô-rinh-tô chương 14 câu 20. Hỡi anh em, về sự khôn sáng thì chớ nên như trẻ con. Sự khôn sáng ở đây là sự thông minh, sự hiểu biết và sự học hỏi. Chúng ta vẫn cần phải học hỏi mỗi một ngày đúng không anh chị em? Dù là chúng ta bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, chúng ta vẫn cần phải học, gia tăng thêm cho chúng ta sự tri thức, kể cả tri thức ở đời này cũng như là tri thức ở trong Chúa, trong lời của Chúa và sự khôn ngoan của Chúa nữa. Và về phần tội lỗi thì Paulo dạy ở đây rằng các con ấy, anh chị em ấy, nếu như về tội lỗi ấy, thì anh chị em hãy nên gì ạ? Như đứa trẻ con. Amen. Anh chị em biết là đứa trẻ con nó đối diện với tội lỗi như nào không ạ? Ví dụ anh chị em, tôi có thể tóm gọn một cái từ như này, đó là trẻ con nó điếc không sợ súng. Nó không sợ một cái gì cả. Anh chị em cứ thử đưa cho nó ma túy xem nó làm gì. Nó bảo ra nó chơi không anh chị em? Nó không biết một cái gì cả. Và nếu hôm nọ con trai tôi, cái thằng cu 4 tuổi, nó mới hỏi tôi rằng mẹ ơi, bây giờ con có 100 tỷ, nó mới có hơn 4 tuổi. Con có 100 tỷ, mẹ muốn mua gì con mua cho mẹ. Thì tôi nghĩ là 100 tỷ rất là nhiều anh chị em ạ. Tôi bảo nếu mà con có 100 tỷ thì mẹ muốn con mua cho mẹ cái nhà. Tôi đùa con tôi vậy. Nó bảo không mẹ ơi, mẹ đừng mua nhà, để con mua cho mẹ cái kẹo mút. Đó, con trẻ đó anh chị em, nó rất vô tư. Anh chị em có đưa cho nó 100 tỷ hay là 10.000 hay là 2.000, đối với nó nhìn ra chỉ là cái kẹo mút thôi. Nó rất đơn giản anh chị em, nên chúng dạy chúng ta là hãy có tấm lòng đơn giản như con trẻ, không màu mè, không có mưu cầu một cái gì cả. Và nó luôn luôn là cái đứa, hôm qua tôi đưa nó đi chơi ở dưới khu vui chơi anh chị em ạ. Tôi thật sự tôi thấy Chúa dạy con của tôi rất là tuyệt vời, nên Chúa muốn dạy tôi là con hãy giống như đứa trẻ đó.
Thì khi mà khu vui chơi rất là đông người như vậy, rất nhiều các bạn trẻ chơi ở đó, thì có một cái món đồ chơi anh chị em biết không? Món đồ chơi mà tôi tin rằng bạn này rất thích. Tôi ngồi một cái ghế ở cái góc đường khác và bạn chạy ra tìm tôi, bạn gọi tôi, bạn không dám nhặt cái món đồ chơi đó, bạn gọi là mẹ ơi chạy ra đây, mẹ mẹ có một người làm rơi cái đồ chơi, mẹ thử ra xem nó là cái gì. Nó biết là cái gì rồi nhưng nó không dám nhặt, nó gọi tôi ra. Và tôi chạy ra thì tôi thấy đó là món đồ chơi. Thì bạn ấy không dám nhặt, thì tôi mới bảo là con nhặt gọn vào, bởi vì đây là giữa đường sợ xe người ta đi vào sẽ hỏng của bạn ấy. Con nhặt vào xem là tìm cái người làm rơi con trả lại cho bạn ấy. Thì con tôi mới cầm, anh chị em biết nó rất thích, anh chị em mà nó mẹ ơi cái này thích quá, nó cứ ngồi nó chơi. Xong nó mắt nó cứ liếc xem là cái của chị nào, thế là nó cũng biết, tại vì lúc nó đến chơi nó biết là của chị nào rồi. Nó bảo là mẹ ơi có một chị áo hồng ấy, thế là nó tìm không thấy chị đâu, thì nó cứ bảo mẹ hay là mình cứ cầm về nhá, mai rồi chị quay lại thì mình trả nhá mẹ nhá. Tôi biết con tôi rất là thích để tôi xem bạn ấy cư xử như thế nào anh chị em ạ. Và đến lúc mà bạn ấy nhìn thấy bóng dáng của cái bạn áo hồng đấy đi từ xa rồi, đi về rồi, bạn còn gọi tôi mẹ ơi nhưng mà chị về rồi kìa. Thế tôi bảo nói là thế tại sao lúc nãy con nhìn thấy chị ở gần con không gọi để con trả cho chị, nhưng thực ra bạn không nhìn thấy. Thì anh kém biết không, bạn ấy đi về rồi. Và con tôi nó bảo là mẹ hay thôi mình cứ cầm về đi, rồi mai mình mang ra mình trả chị nhá. Nó rất thích cái món đồ chơi đó. Thế sau đó thì chúng tôi bảo thôi được rồi con cầm về, mai chiều mai mình lại ra đây mình tìm mình trả cho chị. Anh chém biết gì không, đi về gần đến nhà rồi thì lại thấy cô bé áo hồng đó lại chơi ở gần nhà tôi. Thế thì cậu con chúng tôi mới ngập ngay cái món đồ chơi, nó rất nhanh, nó cầm view view nó chạy ra nó đưa luôn cho chị ạ. Nó đưa luôn cho chị, nó thật ra anh chém biết là nó rất thích và nó vẫn đưa lại cho chị. Xong rồi tôi không ngờ con tôi nó có thể thốt ra một cái từ rằng mẹ mẹ, nó ra nó nói riêng tôi mẹ mẹ con trả chị sao con vui thế. Mẹ sao con thấy vui thế. Tôi bảo ôi một đứa trẻ hơn 4 tuổi mà nó biết cái điều đó anh chị em. Thường thường thì chúng ta nhặt được cái gì đó của ai mà nếu mà bảo trả lại mà mình rất thích thì mình buồn chứ đúng không anh chị em. Mình nếu mà mình đã thực sự thích cái món đồ đó thì khi mà mình trả lại thì mình không có vui lòng lắm. Nhưng con của mình nó bảo mẹ ơi con vui quá. Thì chú mới dạy tôi nữa là con hãy nhìn xem tấm lòng của con trẻ nó rất đơn giản. Và khi nó làm được một cái điều tốt thì nó vui mừng ở trong Chúa là như vậy. Cho nên là đối với tội lỗi anh chị em ạ, đối với nó khi mà quăng ra những đứa trẻ, đối với tội lỗi coi như tôi không biết gì. Tôi muốn nói với anh chị em một điều là đối với tội lỗi và bất cứ một điều gì liên quan đến xác thịt, anh chị em hãy trở nên người ngu dại, một người dại dột. Tôi phải dùng từ đó, đó. Tôi không biết ai đưa cho tôi cái gì tôi cũng không biết, ai bảo tôi làm gì tôi cũng không biết, đúng không anh chị em? Đứa trẻ con nó vậy, anh bảo anh chị em bảo nó làm gì nó cũng con không biết, con không biết, con không biết. À, con có biết xem phim này không? Con không biết. Con biết chơi game này không? Con không biết. Con có thích đi chơi này hát karaoke không? Con không biết. Đó, anh chị em, đối với tội lỗi thì chúng ta cần phải không biết. Và tôi coi như là tôi cần phải trở nên một cái người dại dột đối với tất cả mọi tội lỗi với xác thịt. Và khi tôi cầu nguyện điều đó anh chị em, tôi thấy rằng là Chúa giúp tôi thật sự. Thời gian vừa rồi, hôm vừa rồi tôi mới đi truyền giáo với thầy Thắng có một buổi, tôi bảo là sao tự dưng mình cảm thấy thời gian gần đây mình như trẻ con vậy. Mình đi ra ngoài mình thấy là mình hay là lâu rồi mình không được thả ra ngoài, mình thấy mình cứ ngô ngố. Lâu lắm rồi không được đi ra ngoài. À, tại vì là Covid và cách ly cứ ở nhà thôi anh chị em. Và một buổi được đi ra ngoài như thế mình cảm thấy rằng là đúng, Chúa cũng nhận lời cầu nguyện của mình đối với tất cả mọi người ở xã hội này và đối với tất cả mọi tội lỗi, những lời nói tục. Thì chúng ta phải trở nên gì ạ? Như trẻ con vậy. Và khi tôi cầu nguyện với Chúa, tôi suy nghĩ về anh chị em của tôi, với anh chị em á. Tôi bảo Chúa ơi, có thể con đang ở một trong hoàn cảnh khác anh chị em con. Con thương anh chị em của con bởi vì họ vẫn gì ạ? Vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền và họ vẫn phải giao tiếp với những người ngoại, thậm chí rằng là có những người làm việc với những đối tác thực sự không lành mạnh một chút nào đúng không anh chị em? Có những người nói với tôi rằng công việc của tôi phải uống bia, uống rượu, công việc của tôi phải tiếp xúc với những người nói rất là tục tĩu và công việc của tôi phải như thế. Thế thì tôi rất thương anh chị em thật sự và tôi cũng muốn nói với anh chị em rằng hãy cầu nguyện với Chúa để đối diện với những người đấy con trở nên người như con trẻ vậy. Con không biết cái gì cả. Còn họ có rủ con hay như thế nào con cũng trở nên một cái người không biết một cái gì hết. Amen chị em. Vậy thì lời Chúa dạy chúng ta như vậy. Điều thứ hai, đó là đứa trẻ thì nó không biết giận dỗi, để bụng hay là cay đắng. Đúng ạ? Đúng không anh chị em? Con tôi kỳ diệu lắm anh em. Tôi không biết là ngày xưa tôi là cái dạng quái hay sao mà khi mà bố tôi đánh tôi rất cú. Nhưng mà con của tôi á, khi bị xử phạt á, khi ngay lập tức thôi nếu mà mình đánh nó, mình xử lý nó xong á, thường thường tôi sẽ nghĩ là không biết con mình có giận mình không gì. Thế nhưng mà anh chị em ạ, nó lại chạy ra nó nói chuyện với mình ngay. Đúng không anh chị em? Anh chị em có trẻ con trong nhà, anh chị em biết những trẻ con nó là như vậy. Đôi khi có những đứa trẻ nó rất là ngoan và nếu như mà nó nghịch, nó làm phạm lỗi gì mà mình xử phạt nó ấy, thì nó lại chạy ra nó lại nói chuyện với mình như bình thường. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải học ở trẻ con. Và đọc ở trong câu kinh thánh này với tôi ạ, Matthew chương 7.
câu 24. Vậy ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vầng đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió sô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vầng đá. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo thì giống như người dại dột xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió sô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề. Ở đây lại Chúa Giêsu đang nói về ai? Hai mẫu người đúng không anh chị em? Hai con người. Tại sao tôi nói với anh chị em là trẻ con ấy, nó không biết giận dỗi, không biết cay đắng và nó không bao giờ bị, tôi nói dùng từ là vấp ngã, mà người lớn chúng ta thường lại mắc cái lỗi này. Đó, đây là hai con người này. Một người thì xây nhà ở trên gì ạ? Vầng đá. Một người thì xây nhà ở trên vàng cát. Và cũng như là một người, tôi nói một người thì tôi nói một cái câu chuyện này để cho anh chị em dễ hiểu này. Có một người đàn ông và từ nhà của anh ta đến cái nơi làm việc của anh ta ấy, thì một đoạn đường tôi nói là khoảng độ 2 cây số đi. Và 2 cây số đường đó, 2 cây số đó, và anh ta xác định là cuộc đời của anh ta sẽ phải đi làm trên cái con đường đó nhiều năm tháng. Và trên cái quãng đường mà anh ta đi làm ấy, thì đó là bằng đất, bằng cát, bằng bùn, có rất nhiều đá. Và anh ta cứ phải đi đạp xe đạp đi trên cái con đường đó đi làm. Và anh chị em biết là thi thoảng anh ta bị vấp vào đá và anh ta ngã. Rồi có lúc thì mưa trơn khiến cho anh ta cũng ngã. Và cứ như vậy anh ta cảm thấy mệt mỏi. Rồi có một ngày anh ta nghĩ ra là à, mình sẽ tiết kiệm tiền, mình sẽ làm đường. Mình sẽ làm đường cái con đường từ nhà mình đi đến đó. Và anh ta bắt đầu mới xây cái nền móng đó bằng gì ạ? Bê tông. Và chắc, thật là chắc. Và từ đó trở đi anh ta đi cái đoạn đường của anh ta đi thẳng tắp đến cái nơi làm việc của anh ta không hề vấp ngã một lần nào hết. Ở đây tôi đang muốn nói với anh chị em là cũng giống như là cái câu chuyện này. Chúng ta hãy xây gì ạ? Xây nền móng của chúng ta giống như cái người mà xây trên vầng đá này này. Chúng ta xây móng gì ạ? Dù có mưa sa, lũ lụt, gió xô thật mạnh, giống như lòng của con trẻ anh chị em. Anh chị em thử mắng nó xem, nó không giận anh chị em đâu. Hay là anh chị em thử nói xấu nó xem, nó cũng không quan tâm anh chị em nói gì nó đâu. Tôi nói thật anh chị em, anh chị em có đánh nó thì nó cũng không giữ lòng giận anh chị em đến mãi đâu. Tại sao người lớn của chúng ta hay vấp ngã đến như vậy, hay đổ vỡ mối quan hệ như vậy? Bởi vì chúng ta xây nhà trên cái gì ạ? Trên cát. Chúng ta đang xây nhà trên cát mà chúng ta không biết. Và hễ ai động vào thì chúng ta gì ạ? Ngã luôn. Giống như ngày xưa khi tôi nhớ là tôi tập xe đạp. Anh chị em ạ, tôi nhớ là bố tôi có dạy tôi. Bố tôi là cái người mà, anh chị em hình dung cái hình ảnh mà người bố cầm đuôi xe cho con mình tập xe đạp không anh chị em? Và khi tôi là cái người tập xe đạp, tôi biết đi xe đạp rất sớm, từ 4 đến 5 tuổi tôi đã biết đi xe đạp rồi, mà xe đạp Phượng Hoàng rất là lớn như vậy. Và tôi cứ trông chênh như thế, mãi không đi được, thì bố tôi mới nói tôi rằng con ơi, con đừng nhìn sang bên này, con đừng nhìn sang bên này, con đừng quan tâm, bởi vì thường thường là mình hay quán tính, mình cứ rất là sợ ngã sang bên này đúng không anh em? Nhưng mà bố tôi nói là con phải nhìn thẳng đấy kìa, hãy nhìn thẳng đường con đằng sau để bố lo, hãy nhìn thẳng, và nếu như con nhìn thẳng thì con sẽ không bao giờ ngã. Giống như đứa trẻ này này, nó không quan tâm bên trái bên phải ai nói gì, mặc kệ anh chị em. Việc mình làm mình cứ vẫn phải làm, và cái mục đích của mình là mình vẫn phải đến. Giống như cái người khôn ngoan này anh chị em ạ, xây nhà trên vầng đá, đừng xây nhà trên đất đá, đương nhiên trên cát sỏi. Đương nhiên là cái thời gian mà cái anh chàng mà tôi nói với anh chị em á, ông ấy xây cái con đường đó, cái thời gian xây thì rất lâu, và lâu hơn cái thời gian đi, đúng không ạ? Rất lâu. Nhưng mà cái thời gian đi là cho tương lai và lâu dài. Còn cái thời gian xây có thể chúng ta đang hình thành này, hiện tại chúng ta đang sống một cuộc sống, đang xây tấm lòng của chúng ta trên đất đá, mà trên bê tông mà Chúa giúp chúng ta đấy. Và tại sao có rất nhiều những cái mối quan hệ bị đổ vỡ? Tại sao có rất nhiều những cái bạn bè đang chơi với nhau thân thiết, tự nhiên chúng ta lại không chơi với nhau nữa? Chúng ta gãy đổ. Và tại sao nếu trong hôn nhân gia đình rất có những nhiều cái sự xung đột và cãi vã? Nếu như anh chị em không hỏi câu hỏi tại sao, và không tìm ra nguyên nhân của nó, thì cũng giống như cái người xây trên nền nhà trên cát này vậy anh chị em. Chúng ta phải hỏi, phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao chúng ta hay ngã, để chúng ta dọn dẹp nó, đúng không anh chị em? Chúng ta nhìn thấy cái đoạn đường chúng ta đi có rất nhiều đá sỏi ở đó, vậy thì chúng ta phải xử lý và khắc phục, thì chúng ta mới có thể đứng vững được. Tôi muốn khuyên bảo anh chị em điều đó, bởi vì sao? Rất nhiều lần tôi đã phải trải qua điều đó. Khi mà hai vợ chồng tôi á, bởi vì tôi đã có gia đình anh chị em, nên tôi hiểu cái điều này. Tôi cũng đã được va chạm rất nhiều những mối quan hệ, tôi càng hiểu cái điều này hơn. Khi mà vợ chồng tôi có những cái sự tranh cãi về một vấn đề nào đó, thì khi tôi bắt đầu mới ngồi lại, tôi đặt câu hỏi. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi mình tiếp tục tranh cãi vấn đề này? Tôi ngồi nói với chính bản thân tôi,
Tôi nói là đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Bắt đầu tôi đưa ra cái câu hỏi và tôi tự tìm ra câu trả lời. Lúc đó tôi nói rằng đây là lần thứ rất nhiều và cái mấu chốt vẫn là cái vấn đề này. Vẫn là một vấn đề này. Và vấn đề của tôi là gì? Tôi rất sợ bản thân tôi rất sợ khi bị người khác. Tôi nói thời điểm đó đó. Tại sao gây ra những cái sự tổn thương? Bởi vì sao? Mình sợ bị coi thường, đúng không anh chị? Không, sau này những người nữ, các bạn trẻ đây, các bạn kết hôn hoặc là các chị em ngồi đây biết, những người nữ chúng tôi rất sợ. Bởi vì sao? Tôi rất sợ bị chồng của mình coi thường. Và nếu như anh ấy chỉ nói một câu rằng em ở nhà sao không làm cái này làm cái kia, hay là động chạm một chút vào lòng mình cái, thì tự nhiên tôi cảm thấy rằng mình lại bị tổn thương. Và tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân tại sao gây ra cái sự cãi vã này. Và tôi biết đó là do mình. Và bắt đầu mình muốn xây cái lòng của mình trên bằng đá thì mình bắt buộc phải làm quen với điều đó. Cái thứ nhất, tôi sẽ đến nói với chồng tôi: anh, em không muốn anh nói với em những cái điều như vậy nữa. Và chồng tôi đồng ý và anh sẽ không nói nữa. Thế nhưng nếu như trong cái trường hợp anh ấy quên thì sao anh chị em? Lại tiếp tục vô tình thôi, anh chồng của tôi thì không có cái ý gì cả. Nhưng mà vô tình nói lại động chạm đến một chút. Thì tôi phải gì? Lúc đấy tôi đã phải xây dựng cái lòng của mình trên gì ạ? Trên bê tông rồi, đúng không anh chị em? Trên đất đá sỏi này rồi, trên bằng đá rồi. Thì lúc đấy tôi mới gì ạ? Đi tiếp, vui vẻ, không có vấn đề gì cả. Bởi vì gì ạ? Tôi hiểu hoàn cảnh. Em đã hiểu tính của anh như vậy và em thông cảm cho anh, đúng không anh chị em? Vì trong mối quan hệ, trong hội thánh, trong công việc của anh chị em cũng thế. Chúng ta hãy xây dựng mối quan hệ của chúng ta giống như thế gì ạ? Cái người khôn ngoan này này, giống như con trẻ vậy. Nó không quan tâm rằng là ai nói xấu nó hay như thế nào. Và hãy tìm cái nguyên nhân đó. Giống như là bố của tôi ạ. Bố Dũng, bố đẻ của tôi ấy. Cái nhà bố tôi ở dưới Hà Chỉ, ông xây trên cái nhà, bố tôi xây cái nhà 4 tầng. Nhưng mà khi bố tôi nói, tôi giật mình, bố tôi bảo là bố làm cái móng xây nhà cho 7 tầng. Xây nhà cho 7 tầng. Nếu như anh chị em xây nhà của anh chị em cũng vậy. Trong lòng của anh chị em là phải xây cái móng thật sâu, thật chắc mà. Thì anh chị em không thể đổ được. Đúng không anh chị em? Xây vượt lên. Có những cái nhà anh chị em thấy là nhiều cái dự án người ta làm ấy, người ta bớt nguyên vật liệu ấy. Ví dụ nhà thì xây cái móng có khoảng độ 10 tầng thôi, xây đến 20 tầng thì nó sẽ không trụ được, đúng không anh chị em? Rất nguy hiểm. Vì vậy chúng ta cần phải đào móng thật sâu cái tấm lòng của chúng ta, miễn nhiễm với tất cả mọi thứ, giống như cái đứa trẻ tôi nói với anh chị em đó. Rồi tôi đọc một câu Thi Thiên với anh chị em nghe ở trong Thi Thiên 131. Tôi đọc cho anh chị em có thể nghe nhé. Đức Giê-hô-va ơi, lòng con không kiêu ngạo, mắt con không tự cao, con cũng không tìm những cái điều cao kỳ quá cho con. Lòng của con không kiêu ngạo. Đứa trẻ anh chị em, có bao giờ anh chị em thấy đứa trẻ con nào anh chị em bảo là sao thằng này kiêu ngạo thế không ạ? Không có, không đứa trẻ nào anh chị em nhận xét nó như thế cả. Nhưng thường thường chúng ta dùng những cái từ đấy cho người lớn thôi, đúng không ạ? Nhưng trẻ con thì nó không kiêu ngạo. Và tiếp, một đứa trẻ thì nó rất là tin mình. Đứa con á, khi mà tôi nói với nó là mẹ sẽ mua cho con cái này là nó tin chắc chắn là mẹ sẽ mua, đúng không anh chị em? Giống như vậy, Chúa mới dạy chúng ta này, các con hãy có lòng tin như con trẻ, đừng nghi ngờ. Và thường thường thì Chúa nói với chúng ta một điều, thì chúng ta thường đến lại nói với Chúa rằng: Chúa ơi, nhưng mà Chúa ơi, có chắc không? Nhưng mà Chúa ơi, Ngài có mua cho con không? Ngài có ban cho con không? Nhưng đứa trẻ thì nó sẽ không bao giờ hỏi câu đó. Mình nói với nó rằng là mẹ sẽ tặng con vào một cái món quà này vào dịp Giáng sinh là nó chỉ hỏi rằng bao giờ đến Giáng sinh thôi. Đúng không anh chị em? Chứ nó lại không hỏi là có chắc là mẹ sẽ mua cho con món quà đó không. Nó chờ đợi cho đến Giáng sinh và nó chờ được món quà đó. Và đứa con đó thì nó chắc chắn nó tin vào lời hứa. Amen. Cảm ơn Chúa. Đứa trẻ con nó một điều nữa. Và khi tôi nói cái điều này bởi vì tôi nhìn, tại vì tôi đông con nhỏ nên tôi biết. Anh chị em ạ, trẻ con nó không bao giờ nó giấu dốt của nó đâu anh chị em. Nó không giấu dốt. Tôi nói anh chị em nó không kiêu ngạo. Cái thứ nhất, nó không kiêu ngạo. Và nó luôn luôn bày tỏ cái điều mà nó không biết. Nó không biết cái gì nó sẽ hỏi anh chị em nhé. Chứ không giống như chúng ta. Nhiều khi chúng ta không biết nhưng chúng ta không dám hỏi. Chúng ta không dám hỏi bởi vì chúng ta sợ gì ạ? Khi mình hỏi ra thì người ta sẽ nhận xét mình là kẻ dại dột, đúng không ạ? Kẻ thiếu hiểu biết. Nhưng mà học như đứa trẻ này anh chị em ơi, hãy trở nên như chúng nó. Khi chúng ta không biết điều gì ấy, hãy hỏi. Giống như là nếu như tôi là một cái người thường xuyên có những câu hỏi nhưng tôi lại không hỏi ra ấy, thì tôi đang buộc tâm trí của tôi là một người bị cầm tù tâm trí. Tôi không dám nói mà thì tôi không được tự do. Và tôi cứ giấu dốt vậy thôi, tôi không dám bày tỏ. Như tôi, nhiều lúc tôi nói ra những cái câu nói, thật ra nhiều lúc tôi hỏi những cái câu hỏi rất người ta đánh giá là rất là vớ vẩn, nhưng mà vì mình không biết mà nên mình hãy hỏi. Nên như cái đứa trẻ này nó cũng vậy, nó rất vô tư, nó sẽ hỏi những cái câu hỏi anh chị em có thể cho rằng rất ngớ ngẩn. Con mình có thể hỏi những cái câu hỏi mình rất ngây thơ, thế nhưng mà gì ạ? Chú dạy chúng ta là hãy có cái tấm lòng ngây thơ như con trẻ, đừng có giấu. Tôi thật sự, tại sao tôi nói này, có những người, có những lúc mình không muốn hỏi, không dám hỏi. Có những câu hỏi tôi muốn hỏi anh chị em quá, tôi không biết câu trả lời như thế nào, nhưng mà tôi sợ rằng khi tôi nhắn tin tôi hỏi anh chị em thì anh chị em bảo tôi là
sao có thế mà cũng phải hỏi. À, đó là một cái hình thức kiêu ngạo đấy anh chị em ạ. Thì trẻ con nó không thế đâu, nó sẽ đến và nó hỏi ngay là cô ơi, cái này làm thế nào, cái này sử dụng như nào cô, cái này con không biết, cái này đọc như nào cô. Nó sẽ hỏi anh chị em một vạn câu hỏi vì sao luôn. Nên là anh chị em cũng phải hãy đến với Chúa và luôn luôn đặt những cái câu hỏi với Chúa, đặt những câu hỏi với Chúa hàng ngày. Chúa sẽ trả lời cho anh chị em, chắc chắn là Chúa sẽ trả lời cho anh chị em từng câu hỏi của anh chị em một. Tôi đảm bảo cái điều đó. Nên không tin anh chị em cứ về hỏi Chúa đấy, cứ hỏi Chúa những câu hỏi mà anh chị em cần ấy. Rồi tôi đọc một câu kinh thánh này, anh chị em có thể nghe với tôi thôi ạ. Ở trong Luca chương 18 câu số 17. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó đâu. Bởi vì anh chị em ơi, hãy có trở nên một tấm lòng như một đứa trẻ vậy. Tôi nói với anh chị em ơi, nếu như anh chị em không có tấm lòng của con trẻ, một đức tin đơn sơ đơn giản nhất có thể và tội lỗi anh chị em gần như là không biết gì, thì anh chị em thì bước vào đức tin đàn rất dễ. Bởi vì tôi suy nghĩ Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài rất yêu con trẻ, Ngài rất yêu con trẻ. Bởi vì sao? Ngài sinh ra từ trong máng cỏ và Ngài hình thành từ khi Ngài còn nhỏ, và Ngài đã từng như là những đứa trẻ rồi anh chị em. Nên Chúa rất bênh vực con trẻ nha anh chị em nhé, đừng coi thường chúng nó. Bởi kinh thánh nói đừng coi thường, bởi vì thiên sứ của chúng ấy thường xuyên gặp mặt cha ta ở trên trời. Nên là chúng ta đừng bao giờ coi thường con trẻ anh em, thực sự phải tôn trọng con trẻ vậy. Và Chúa nói rằng là nếu như chúng ta không nhận lãnh vương quốc của Chúa, lời Chúa như con trẻ, thì chúng ta sẽ không gì không nhận lãnh được sự sống đâu. Nên là hãy trở nên như những đứa trẻ vậy, hãy cầu nguyện với Chúa. Ôi, tôi được kinh nghiệm điều này anh chị em ạ. Tôi xin Chúa rằng Chúa ơi, hãy giúp con để con trở nên như một đứa trẻ vậy. Có thể với tội lỗi, với sự gian ác, với những cái lời dối trá, với tất cả mọi cái con thể con không biết gì cả. Nhưng với sự khôn ngoan của Chúa thì con phải trở nên gì ạ? Người khôn ngoan, người hiểu biết, đúng không ạ? Chúng ta phải cầu nguyện điều đó. Và tôi nhìn đứa trẻ nhá, nó có thể phạm tội đấy anh chị em ạ. Nó có phạm tội như con tôi ấy. Đôi khi nó cũng biết nói dối đấy anh chị em. Nó có thể phạm tội, nhưng cái sự phạm tội của nó rất đáng yêu và Chúa có thể tha thứ được, đúng không ạ? Amen, cảm ơn Chúa. Rồi ở câu kinh thánh cuối cùng nói, Phê-rơ chương 2 câu số 1 câu số 2. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được dỗi linh hồn. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều ác rồi, có nghĩa nói về chúng ta này. Phê-rơ ông nói rằng tất cả những người mới đến với Chúa này, anh chị em trước khi anh chị em đến với Chúa, và khi anh chị em đến với Chúa rồi là anh chị em đã gì ạ? Từ bỏ mọi điều độc ác rồi, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá và lòng ghen ghét sự nói hành. Và thì anh chị em hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy. Hãy ham thích Chúa, yêu mến Chúa. Như hôm vừa rồi tôi có nghe lại bài giảng của thầy Đạt nói rằng là bạn có đam mê Chúa không? Nên anh chị em thực sự chúng ta có đam mê Chúa không? Hãy cầu nguyện với Chúa một điều rằng là Chúa ơi, con muốn đam mê Ngài. Thật sự đối với tôi vừa nãy có một cái câu hát đúng không ạ? Được sống trên đời này còn chi ước muốn nào khi mà được ở trong nhà của Chúa. Được sống trong Ngài còn chi ước muốn nào, đúng không ạ? Đúng không anh chị em? Đó là cái điều mà quan trọng nhất. Và chúng ta sống ở trong Chúa thì chúng ta cần phải có một cái tấm lòng đam mê Chúa. Đối với tôi thì bây giờ hỏi tôi nghiện gì, tôi chỉ biết là tôi nghiện Chúa thôi, tôi chả biết nghiện cái gì cả. Con tôi hỏi mẹ ơi, bây giờ mày thích cái gì nhất, mày thích trò gì nhất, thích chơi cái gì, thích đi đâu nhất, thì thật sự với anh chị em, đối với tôi thì bây giờ tôi bảo là bây giờ mẹ thật sự là mẹ chỉ đúng là mình nói ra thì con mình nó sẽ bảo mình là sao mẹ cứ suốt ngày chúa, thế sao mẹ không thích cái gì khác à? Thật ra đối với mình thật sự anh chị em ạ, ở trong Chúa mình chỉ yêu mến Chúa thôi, đúng không ạ? Nên là kinh thánh dạy chúng ta ở đây rằng là hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Sữa ở đây là hội thánh của Chúa, lời của Chúa, sự cầu nguyện và sự tìm kiếm Chúa, đúng không anh chị em? Amen. Giờ này tôi muốn anh chị em chúng ta cùng nhau đến cầu nguyện. Thứ nhất là cái điều này. Cái thứ hai nữa, lúc đầu giờ khi tôi đến tôi cầu nguyện với Chúa thì tôi cũng được Chúa nhắc nhở một cái điều, một cái hình ảnh tiếp nữa. Và thời gian gần đây tôi vẫn nhắc với Chúa, tôi vẫn nhắc với Chúa, cầu nguyện với Chúa rằng hội thánh của Chúa ở tại đây anh chị em. Anh chị em ạ, đây là một cái phép lạ mà Chúa ban cho hội thánh của Chúa. Thực sự cái điểm nhóm này là một phép lạ đấy ạ. Chúng ta được nhóm ở đây và chúng ta cần phải cầu nguyện cho cái sự phát triển của Chúa ở cái điểm nhóm này. Và một cái vấn đề nữa là vấn đề về tài chính. Anh chị em có tin rằng khi mà tôi xem lại cách đây khoảng một năm, tôi nhớ là có một lần tôi cầu nguyện và tôi nhìn thấy một sự chúc phước của Chúa. Tôi đã kể với anh chị em rồi đúng không ạ? Nó như cái ngọn thác tuôn đổ xuống chúng ta. Nhưng mà khi tôi hỏi kỹ lại Chúa, vậy thì cái ngọn thác đấy nó dành cho những ai hả Chúa? Và Chúa dạy tôi rằng những cái sự phước hạnh của cái ngọn thác đổ đấy chỉ dành cho những người ở trong ta, ở trong Chúa. Còn những người chạy ra khỏi
chúng ta không có cái sự phước hạnh thật, anh em không có. Có thể là họ nhận được, nhưng mà lời Chúa dạy rằng là nếu như các con ở trong ta ấy, với sự phước hạnh và sự giàu có của Đức Giê-hô-va thì không thêm một sự đau lòng nào lẫn vào cả. Còn cái sự mà có thể người khác họ không ở trong Chúa họ nhận được ấy, thì rồi thì anh chị em không có sự đảm bảo, đúng không ạ? Nhưng ở trong Chúa, Chúa đảm bảo với chúng ta sự giàu có và phước hạnh Chúa ban cho chúng ta chỉ cho những người nào ở trong hội thánh, ở trong sự tể trị của Chúa. Và nếu như chúng ta tin điều đó thì chúng ta cùng nhau đến cầu nguyện điều đó, đúng không ạ? Nhắc lại cho Chúa, bởi vì Chúa cũng dạy chúng ta mà hãy nhắc lại cho Chúa, thường xuyên phải nhắc lại cho Chúa. Con tin và con dự phần vào điều này. Con tin là Chúa ngài ban phước cho con và gia đình của con và hội thánh của Chúa. Và khi con ở trong hội thánh, con nhận lãnh sự sức giàu đó, sự phước hạnh đó trên đời sống của chính cá nhân con. Amen. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đến để cầu nguyện. Hallelujah.